nuôi trong lồng kính một ngày nhiều bác sĩ nói cũng nhiều đó, không ít đâu, nhưng mà không biết là em chịu nổi hay không thôi. Chứ cái này bé nó có 2 kg à, mà cái này là nếu nếu mà muốn nó tăng ký là lâu ngày đó, thì từ khi ba ký mấy em mới được bồng đó, bồng về đó. Mà trước khi con khỏe là anh phải qua bên đi đồng khám cái miệng con là đúng không? Dạ, em qua đây chắc cỡ 3 4 ngày nữa em đưa qua, giờ bác sĩ nói cỡ 3 4 ngày nữa rồi xong rồi xong cái con đó, xong rồi mới về về lại đây rồi bắt về đầu ở đây coi vài ngày đã, rồi bác sĩ mới đưa mới điều qua ông qua cho ông bướu để điều trị cái căn ung bệnh ung thư cổ tử cung của chị và vợ anh. Dạ. Nó rất là khổ cô chú anh chị, tại mới sinh ra nhưng mà em dự tính trong đầu là em vợ em với con em giờ đau này, vợ em với con em cũng nhờ tình thương cộng đồng ngoài xã hội giúp đỡ, à cho thì nên là con em là em tính đặt là tên Thương. em nhỏ xin gửi lời chào đến cô chú anh chị thân mến. Hiện tại thì em nhỏ đang có mặt ở gần bệnh viện Từ Dũ để thăm lại trường hợp của vợ chồng chị Sibon mà gần đây em nhỏ chia sẻ được rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm. Thôi thì mình chào, em chào anh ha, anh Nam. Dạ, em cũng chào anh, chào các cộng đồng trên mạng ạ. Dạ, thì như cái lần mới đây em gặp anh nè, Dạ. là vợ anh lúc đó là chuẩn bị lên phòng mổ Dạ, lên bằng mổ. để bắt con anh ra. Dạ. Thì sau đó em về, Dạ. qua ngày mai thì anh có nhắn Dạ. là vợ anh đã mổ rồi. Dạ. Thì cho em hỏi là cái quá trình mà vô bệnh viện đó, lên bằng mổ chị Dạ. có biểu hiện gì không anh, hay rồi mổ ra có tốt cho mẹ con và bé không? Dạ, bác sĩ nói là khi mổ là phải ký giấy tờ, Dạ. là em hỏi là ký giấy tờ sao anh, nói là cái này là ký giấy tờ người ta mổ ra, người ta đẻ ra mà không bị bệnh á, giống như vợ em bệnh ung thư, người ta không bị bệnh ung thư á là con nó sống hết 90%, còn giờ vợ em đây giờ chịu nó bể nước ối và nó bị bệnh ung thư nữa, thì bác sĩ nói là bác sĩ giải thích á là sự sống nó chỉ có 20 tới 60% thôi đó. Thì Nhưng anh vẫn quyết mà định ký đúng không? dạ em cũng quyết định ký, tại vì không mổ thì con đẻ không được, là con chết trong bụng mẹ cũng chết luôn Dạ. à, nhưng mà giờ trường mổ thì cũng phải là không biết là sự sống bao nhiêu, nhưng mà trước sau gì cũng phải mổ, em mổ rồi giờ con đẻ ra mà con được 2 kg thôi, còi cọc đẻ ra là xanh lắm, mổ ra đem ra là xanh xanh xanh, xanh ngắt luôn á. Là như vậy là thiếu ký anh ha, có hai Dạ. ký với mấy, thường thường là em nhớ là ba ký hai ba ký ba hai ký mà. hai ba ký ba con em thằng gần 4 tuổi đẻ ra được 3 ký 3 đó, giờ 4 tuổi hồi trước mới đẻ ra được 3 ký 3, bé này được 2 ký à, Dạ. nó xanh xanh ghê lắm mà nó ốm nữa. Rồi cái tình trạng sức khỏe của vợ anh và con là xanh yếu còi Nó đúng không? yếu rồi, còi rồi, còn vợ em thì mổ ra là không có sức luôn, mổ ra là khi bác sĩ kêu em tới cái phòng mà nó ra rồi là đem xuống phòng Hồi sức. mà hồi sức á, là em thấy là em xuống vô em xuống thăm là thấy bác sĩ chích thuốc cho nó, là em thấy nó nằm luôn như, nó không không có có ngồi dậy được mà nó mở mắt ra cũng không được luôn, Chắc là đang, nó mệt quá. em nghĩ là còn thuốc mê, theo em nghĩ vậy thôi. Không em bác sĩ nói em là vợ vợ anh đang mệt á, anh đừng có chiều có nói gì hết á, để nghỉ chiều mới 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 đỡ đỡ thì chiều chiều em quay vô em coi, 5 giờ em quay vô em coi thì em thấy nó cũng mở mắt rồi, mà thấy nó đau với thêm nó đau với thêm cái vết đau ung thư, nó đau với cái vết đau mổ mà nó nhăn cái mặt mà. Ôi. Ung thư nó chưa chữa đâu mà. Tại đúng rồi thì Bây giờ đang mổ ra đang đẻ mà nó chỉ có chích thuốc kèm hãm ung thư lại thôi, nó không cho lan thôi. Còn là giờ đang mới chữa xong vết thương mổ mà vừa lôi con ra mà. Đó, giờ em chả biết sao ấy.
căng anh Hà. Đây không, khi mà con chưa ra đời á thì cũng lo. Dạ. Mà khi mà con ra rồi cũng lo. Dạ. Là bây giờ anh cứ theo lời bác sĩ nói sao mình làm vậy. Dạ, ha. Giờ, giờ em biết gì đâu. Dạ. Mà hôm qua giờ anh cũng có trên đó có tắm rửa đồ không anh? Ăn dạ, uống được em không? Có chứ, em có, nhưng mà em trong này nóng quá em mặc quần đùi thôi. Dạ. Em nói chung là em mặc quần đùi thôi chứ còn mặc áo tới đùi thôi chứ nóng quá chịu không nổi. Mà vợ anh á là lúc mà vô bàn mổ là từ mấy giờ tới mấy giờ là ra? Ngày hôm qua là vô bàn mổ là cỡ 10 giờ á. 10 giờ sáng hả? Không, 8 rưỡi 9 giờ á, 8 rưỡi cỡ 8 rưỡi 9 giờ, nhưng mà tới 2 giờ chiều. 2 giờ chiều là bắt đầu nó mới nói em là đi qua cái phòng hộ sinh á. Đó, là mổ rồi là xuống phòng hộ sinh á. Phòng hộ sinh cho qua cái phòng mà cái ngày bữa trước mà anh gặp em đó, ngày bữa trước bữa kia anh gặp em đó là ở trên này em nằm ở dưới, nhưng mà phòng hộ sinh nó nằm gần cùng một dãy luôn, một dãy luôn, mà hồi bữa vợ em vô là nằm ở dưới, còn bây giờ chiều mổ xong đẻ xong nằm ở trên, ở trên xong rồi cỡ 3 giờ nói là tí chiều 3 giờ anh vợ anh lên lầu 2 tầng 2 á. Đó. Rồi anh mới nói với em là con anh sinh ra là bị gì? Bị chỗ nó còi cọc và yếu sức, và sáng nay thì mới khám, bác sĩ khám lại chích thuốc cho nó thì nó bị cái hàm răng dưới này hai sợi dây gân nó không có, nó hình như là nó lồi lên á, nó bác sĩ nói là nó có vấn đề, là cỡ vài ngày nữa xuất viện là bác sĩ cho qua nhi đồng 1, nhi đồng 2 á để khám lại bên chỗ răng hàm mặt á. Dạ. Dạ. Giờ em chả biết làm sao, giờ ra rồi mà cũng khổ nữa, bệnh tiếp. Là đi hoài luôn á anh ơi. Cái kiểu này là anh đi bệnh viện này qua bệnh viện kia là đi hoài luôn. Em biết nữa, em biết nữa. Khổ quá mà. Mà khổ gì em cũng biết nữa, tại vì bệnh tật. Em thì sinh ra em đâu có bệnh, mà cái hai thằng con trước của em, thằng đầu gần 10 tuổi á, nó sinh ra nó cũng được 3 cái 2. Thằng gần 10 tuổi giờ học lớp 3 đó, 3 cái 2, mà thằng mới gần 4 tuổi, 4 tuổi rồi không phải gần 4 đó. Mà 3 cái 3. Anh là có 3 đứa ở nhà. Hai đứa thôi. À, hai đứa với một đứa đi theo. Một thằng đó là thằng con riêng của mẹ nó. Dạ. Chồng chết khi đi rừng bị lật xe xe trụ tiêu á. Dạ dạ. Nhưng... nó rớt xuống cái nó đè trên tường ngang chỗ hai đầu gối đùi của dạ. Chồng nó đè lên tới cổ, cái học máu ra chết ngay tại chỗ. Nguyên một xe trụ tiêu mà 200 mấy, gần 300 trụ tiêu mà nó nặng biết mấy, mà nguyên cái xe công nông cũng đè lên luôn mà. Dạ. Thì thôi những người con trước của anh á thì nó dễ, dạ. nó khỏe mạnh. Dạ. Nhưng mà có cái điều đặc biệt là đứa con này gái nó khổ, nó có nhiều cái phức tạp hơn dạ, những dạ. đứa trước đúng không anh? Dạ dạ. Thì có những cái khó khăn gì anh chia sẻ em à? Em nói chung thấy là thấy so sánh nha, những dạ. đứa này nó khó khăn hơn những đứa trước là như thế nào? Nói chung là cái thằng trước á, thằng chín gần 10 tuổi á, còn mấy tháng nữa 10 tuổi á, là nó làm ăn á, thì khi mang bầu á em cũng làm ăn được, cũng ngon à, em làm cái gì cũng ra tiền hết rồi đi làm gì mà khổ, đi đâu cũng có ai giúp đỡ hết á, cũng có ai giúp đỡ hết á. Mà thằng thứ hai cũng vậy, mà thằng thứ hai ban đầu mang bầu được mẹ nó mang đầu được 4-5 tháng á, em làm em chạy xe ôm á ở ngoài chợ ngã ba Chư Sê, trung tâm huyện Chư Sê đó, em chạy cũng được lắm anh ơi. Em sắm sửa đồ trong nhà rồi này nọ, mà em chạy xe giữa ngã ba đó, nhiều người người ta đi hỏi việc làm lắm. À. Nhiều lúc đó, người ta xin chưa có việc làm, lang thang giữa chứ không có tiền ăn đó, em cũng cho 40-50 ngàn để người ta có bữa cơm, người ta ăn lót dạ để xin việc làm đó. Em giúp hoài à. Rồi đôi khi có ai hỏi
Anh ơi, có ai xin việc làm không? Anh kiếm giùm em một người hai người là em chở người ta tới để nơi xin việc làm cho ta không à? À, nói chung là lúc trước anh cũng hướng thiện nhiều ha. Em giúp cho người ta nhiều lắm á. Em mà không chạy thôi chứ em chạy mà em gặp là em giúp liền. Nên mình nghĩ là mình giúp người ta có, khi mình khổ có người khác giúp lại mình. Dạ. Rồi giờ khi mà bé Út của anh ra đời nè. Dạ. Là anh chăm sóc rồi giờ ra sao? Từ lúc bé ra đời. Từ khi bé này ra đời là ngày hôm qua giờ là nói chung là em cũng thấy em thương lắm, tại vì nó còi cọc nó xanh xao, mẹ nó cũng không lo lắng, mẹ nó ít sữa lắm. Tại vì nó ung thư mà nó đâu có sữa được con giọt hai giọt à. Bác sĩ vẽ đi mua xin sữa rồi pha chế rồi bồng nó rồi bắt đầu rồi ỉa thì ỉa giờ nó ỉa bao nhiêu, nó ỉa toàn ỉa cứ sữa không à. Rồi thay tả rồi đi mua đồ, mua này mua nọ tung tung. Anh là cái vòng ngoài đúng không? Dạ, chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Từ tối là em nói là bữa giờ ở dưới ông bú thì em đang còn ngủ ban đêm được, cho lên đây là em ngủ không được. Hở tí là bác sĩ kêu, hở tí bác dạ, sĩ. Hở tí bác sĩ kêu, hở tí kêu. Tới 3 giờ sáng em ngủ được tới 5 giờ tới em thức tới giờ luôn á. Dạ, thôi cố gắng anh, cái ban đầu mà em nghĩ là những cặp vợ chồng nào mà sinh con cũng đều như vậy. Không, tại vì sao không? Tại vì chẳng thà, em nghĩ chẳng thà mẹ nó không đau thì thôi mình còn đỡ, cho mẹ nó đã đau, đã mang bầu đau rồi mà. Như giờ sao giờ anh? Mình làm chồng thì mình phải chịu chứ. Dạ. Như mẹ nói giờ ăn uống em đi mua nè. Tắm lau người, tắm thì không được tắm, lau người, giặt khăn lau người, em lau người em lau nè, thay quần lót, thay áo, thay quần em lau nè. Rồi bắt đầu khi bác sĩ lấy cái miếng lót nệm á, em phải bồng hết xuống rồi em lấy đồ qua bên giường người ta, rồi em xin nhờ giường người ta để đó, rồi em tải giường, người ta chỉ có đưa cái tấm ra tới thôi, còn mình tự tải. Rồi bắt đầu mình tải vô, rồi bắt đầu mình đem đồ qua lại, rồi mình làm xong. Mà nằm vợ em nằm trên chỗ cái giường đó phải làm sao đồ đạc phải để cho gọn, cho đừng để lưa thưa ra ngoài nữa, người ta la nữa. Đúng rồi. Rồi tứ lung tung hết. Rồi cái lúc trước mà khi mà anh chưa lên bệnh viện Từ Dũ á, thì bệnh viện đã nói là có hai phương án là khi mà bắt con anh ra là chắc chắn là phải trước sinh non á ha. Dạ, thì là, sinh là, non mà. Là nuôi trong cái lồng kính. Dạ. Với lại để ở ngoài bình thường. Dạ. Thì anh chọn là để ở ngoài bình thường hả? Không, ngày hôm qua là ngày bữa trước là buổi tối á, là bác sĩ hỏi là giờ trừ nói có cả vợ em cũng hiểu đâu, chỉ mình em hiểu thôi. Dạ. Bác sĩ nói là giờ trừ nuôi bắt bé ra rồi nuôi đặc biệt hay nuôi thường. À. Em có hỏi là nuôi đặc biệt là ra sao, là nuôi trong lồng kính á đó, là nói là em mới hỏi lại là nuôi trong lồng kính một ngày nhiêu. Bác sĩ nói cũng nhiều đó, không ít đâu, nhưng mà không biết là em chịu nổi hay không thôi, chứ cái này bé nó có 2 kg à, mà cái này là nếu mà muốn nó tăng ký là lâu ngày đó, thì từ khi 3 kg mấy em mới được bồng đó. À, bồng về đó. À, nhưng mà khi bồng về là em tốn một khánh tiền á. Dạ yeah, ha. À, cho nên là em mới chọn thường thôi, kệ bao nhiêu được bao nhiêu, chứ giờ trừ sao giờ em đâu có tiền đâu. Dạ. Yeah. Chứ em thấy mấy người người ta có nhà ở đây, người ta đẻ mổ đó, con người ta cũng cỡ 2 kg 2 kg 3, 2 kg 4, 2 kg rưỡi, người ta còn nuôi trong lồng kính đó, nhưng mà nhà cửa người ta đây, cơ sở làm ăn người ta đây có, người ta có tiền. Còn em ngoài đó vô không có tiền. Anh có cái tài sản là xe máy anh cũng dạ, bán luôn rồi đó. Em xe máy em bán rồi, em mua trả góp. Năm ngoái mấy, em mua tháng 4 á, năm ngoái mà mua trả góp thành 31 triệu á. Giờ vợ đâu em bán lại cũng 14 triệu mấy, 15 triệu mấy. À. Và như vậy nói tóm lại á là vợ với con anh dạ, hiện tại là đang yếu. Giờ dạ, đang yếu sức lắm. À, em thấy người ta đẻ xong người ta mổ ngày hôm qua tới sáng nay là người ta ăn được bún phở rồi, cháo rồi,
ăn được bún phở rồi, à. Hủ tiếu rồi, vợ em chỉ có cháo với thêm nước lọc thôi. Rồi bác sĩ bên này có nói gì về cái căn bệnh ung thư của chị Siobhan không? Bác sĩ nói là đang mới đẻ, mổ vết thương nó chưa có lành bao nhiêu, chờ nằm vài bữa đã rồi bắt đầu mới chuyển qua ung bú. À chứ còn bên này là không có biết về. Rồi, bên này là giờ chỉ là đây nữ sinh nó vào sinh nở nhiều cho nên là nó không phẫu thuật ở đây. Dạ. Nó chỉ có phẫu thuật bên ung bú thôi, nó đưa xe nó chở qua ung bú á. Dạ rồi, hiểu rồi. Nói chung là đợi ở đây cho mẹ khỏe đã, con cũng khỏe đó. Mà trước khi con khỏe là anh phải qua bên Nhi Đồng khám cái miệng con nữa đúng không? Dạ, em qua đây chắc cỡ 3 4 ngày nữa em qua, giờ bác sĩ nói cỡ 3 4 ngày nữa. Rồi, xong rồi xong cái con á, xong rồi mới về. Về lại đây rồi về... bắt đầu ở đây coi vài ngày đã rồi bác sĩ mới điều qua cho ông bú để điều trị cái bệnh ung thư cổ tử cung của chị vợ anh. Dạ. Nó rất là khổ cô chú anh chị, tự mới sinh ra con thì bị cái này, vợ thì mang căn bệnh quái ác. Không biết phải tính như thế nào nữa. Tiền bạc thì không có kinh phí để mà đóng. Dạ. Trời, anh rơi vào cái thế khó ghê. Rồi bây giờ anh định tính làm sao? Rồi em tính giờ tính sao nữa anh, giờ không còn đường nào nữa đâu. Giờ phải làm sao em phải đưa vợ em qua bên chỗ ông bú á, mà chạy chờ mà coi thử để vào bác sĩ khám siêu âm chụp X quang rồi làm đồ, chứ giờ trừ mà đã vô tới đây rồi mà giờ trừ em đi đâu được anh. Giờ đã cho vợ mang bầu vô đây đẻ móc bé ra rồi, giờ trừ sẵn tiện ở đây để qua đấy luôn. Còn giờ trừ em nói thật chứ, giờ trừ nhà em cũng bán được có mấy chục triệu à, mà giờ chiều mà bình tình vợ ai và em vậy, em chắc em cũng phải quyết định để chữa cho vợ lành, để nó sống làm nuôi con nữa chứ. Cho một mình em vợ em có bề gì mà em ở lại em làm một mình em nuôi cũng được, nhưng mà nó khổ lắm, nó cực lắm, hai người nó đỡ. Cái con một mình em làm em nuôi được, nhưng mà về còn cách mà giống cái kiểu tình thương giống như người mẹ thì không có. À. Đó, như còn như người cha đi làm là kiếm tiền mà nuôi được, nhưng mà những lúc nó lì lợm mình bực tức mình quýnh nó. Thế tội, mẹ nó khi nào cũng thương nó cũng đỡ. Đó. Hình như chị Siobhan vợ anh ở trên quê hiền lắm không? Anh nghe được hàng rồi. Xóm yêu mến phải không? Đúng rồi, vợ em ở quê nó không chọc lộn, nó không chi cái lộn gì ra, nó hiền lành à. Tại vì ở trong làng trong xóm là hầu như là 100 người là người nào cũng thương nó, thích nó hết. À. Nó ít nói lắm, mà nó nói thì nói chuyện cũng đàng hoàng, mà nói chuyện nhỏ nhẹ nữa, và lại là nó là ít hiểu biết hơn người ta. Dạ. Nó không ra đời rành rỏi như người ta. À. Hàng gì khi mà em tiếp xúc với chị á, dạ. Thấy chị hiền lắm, chị nói nhẹ từ tốn mà nó nhẹ nhàng lắm. Dạ. Người nó hiền lắm anh, chứ không tiếp xúc dạ, nhiều. Dạ, đúng rồi đó. Nó ở ngoài kia nó không có tiếp xúc sỏi đời giống như mấy người mà thường hay ra đời. Dạ. Nó cũng ra đời, nó cũng đi làm thuê cùng với người Kinh. Người Kinh mà nó chỉ có đi làm thuê cùng với người Kinh thôi, chứ không phải buôn bán thì nó không biết đâu. Dạ. Nhưng mà người ta thì lanh, còn nó thì cái tính nó vậy đó. Nói chung là tùy người á anh. À, có người họ lanh lẹ, còn có người họ hơi chậm chút. Dạ. Xíu. Không sao, từ từ nó sẽ được thôi. Yeah. À, rồi anh Nam. Yeah. Anh Nam cho em với mọi người biết về cái kinh phí đi. Cái kinh phí từ cái lúc em gặp anh ha. Yeah. Từ cái lúc đó ha. Yeah. Rồi anh đã đóng bao nhiêu rồi? Nói chung là em về ông bố là vừa rồi em đi là 8 lần là 8 lần em tính ra là tiền viện phí bên chỗ ông bú 2 với ông bú 1 á, là em tính ra là hết 20 mấy triệu, 27 triệu, 28 triệu á, là tính cả tiền xe, tiền cổ, tiền ăn, tiền uống và tiền này nọ hết luôn á, là 28 triệu á. Còn lên Từ Vũ đây bữa giờ cũng mất hết 10 mấy triệu rồi.
Dữ vậy. Trời. Họ có bảo hiểm rồi gì không ta? Thì có bảo hiểm nhưng bây giờ chuyện nó chưa trả lại. À, cứ cứ bắt đã, mình đóng tạm ứng tạm ứng ha. Đã đâu biết đâu. À, vừa cái đây 4 ngày á là bữa đó là ông bố nó giới thiệu giờ nó làm cho cái giấy chuyển viện qua Từ Vũ. Dạ. Thì trưa sáng đó em lên trưa quá thì lên tới 10 giờ rưỡi á là khi nó chờ đọc tên chưa tên vô không kịp. Tới 3 giờ chiều hà 2 rưỡi 3 giờ chiều á là vô khám xong rồi siêu âm là chụp X quang là bắt đầu là hỏi bắt đầu họ đóng là bao nhiêu nữa là 750 xong chiều qua chụp X quang chụp MRI rồi hỏi nhiêu nói đi đóng giấy tiền giấy tờ đi nó hỏi nhiêu cô thì nhìn trong giấy á một số 3 6 con số 0 là 3 triệu à đó. Rồi ngày mai lại rồi bắt đầu nó là vợ ngày nay nhập viện nha. Rồi anh tính khoảng là bao nhiêu tiền? Là tính giờ là cả 12 triệu á. Là bữa đó là ngày mai là vợ nhập viện á nha. Yeah. Là cái bữa nhập viện là anh gọi em đó. Là vô nhập viện vô là nó vô trong cái cửa cầu thang đi vô đây nó nằm dưới còn khi đẻ xong mổ nó nằm ở trên này. Khi đầu chưa đẻ nó nằm dưới á. Yeah. Là sáng đó là nói ngày mai nhập viện đó, rồi bắt đầu nhập viện kêu chụp đi chụp MRI rồi chụp X quang lại rồi siêu âm lại rồi họ đưa giấy một số 5 6 số 0 5 triệu nữa đó rồi bắt đầu là nằm ngày mai đó là tối lại kêu em lên họp dự bàn kiến là bây giờ chưa là ký giấy tờ ha là không khi đó chưa ký. Ừ. Mà nói là giờ chị vợ em chuẩn bị sinh rồi, sinh non đó, nhưng mà không biết khi nào đẻ đó, nhưng mà sinh nó sinh non thôi, nhưng mà bé là còi cọc đó yếu đó, còn mẹ thì mẹ là khi đẻ là mổ đó yếu á, là em nói là cái này sự sống nó bao nhiêu phần trăm, bác sĩ nó là từ 20-60%, đây là bác sĩ nói, nhưng mà không biết là bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà có nhiều tới người tới giờ là biết không? Dạ? Tới giờ là anh biết không? Giờ tới giờ thì vợ em đang còn sống nó ra đó. Thì biết rồi nhưng mà là không được khỏe mạnh như người thì bình thường. Thì không được khỏe mà vợ đang còn nằm người ta đẻ xong người ta mổ giờ trừ người ta xuống người ta còn đi mua nước uống được mà ta đi tới đi lui được còn giờ nó đã được gì đâu, nằm trên giường á. Với thêm con bé đã ra được 2 kg xanh sau bữa nay nó cũng bú sữa ngoài được. Yeah. Mà nó cũng bú mẹ nó cũng được nhưng mà nó xanh lắm, nó ốm lắm rồi nó bị cái hàm răng cái hai dây nó nối nó liền vào răng không biết sao nó sưng lên, nó biết sưng ít thôi, nhưng mà bác sĩ khám sáng nay là nó là vài bữa và xuất viện cho qua bên Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 coi kiểm tra lại nữa. Rồi anh có định đặt tên cho bé mới sinh chưa? Dạ em định đặt tên nó là thằng đầu là Nghĩa, thằng sau là Tình. Là em nó là bé này là em định đặt là tên Thương. Cái gì Thương anh nói à? Nghĩa Tình Thương. Nghĩa Tình Thương hả? Nhưng mà ý là cái tên đầy đủ của bé mà anh mới sinh nè, là định đặt là cái gì? Tên Thương cái gì Thương? À, nó là tên em là Hồ Nguyễn. Nguyễn Thị Thương hả? Không lẽ vậy? Nguyễn Thị Thanh Thương đi. À. Ý là mình muốn đặt vậy thôi chứ còn giấy tờ thì chưa làm đúng không? Dạ, em định giấy tờ thì em chưa đặt tên tại vì dạ. Bác sĩ chưa hỏi. Nhưng mà em dự tính trong đầu là em vợ em với con em giờ đâu nè, vợ em với con em cũng nhờ tình thương cộng đồng xã hội giúp đỡ. Thì con em là em tính đặt là tên Thương, Tình Thương. Thằng đầu là Nghĩa, thằng sau là Tình, còn bé này là Tình Thương. Hiểu rồi, ý của anh là đặt cái từ... bé này cuối cùng là phải có tình thương cộng đồng trợ giúp nó mới được sống. Dạ. Yeah. Phải có ý nghĩa để sau này nó lớn lên nó phải nhớ cái nguồn gốc nó. Dạ. Đó là em đặt tên Thương rồi. À, vậy cũng được, em thấy cũng hợp lý.
Dạ. Dạ. Tại vì nó là nhờ cộng đồng giúp đỡ cho nó mới ra chào đời được. À. Còn em nói anh, cái đất Sài Gòn này á, có nhiều người á, người ta giàu tiền như núi á, mà người ta không có con là chịu thôi. À đúng. Nhưng đúng. Mà nhiều lúc á, mà mình có con mình không có tiền á, thì mình cũng nằm một đống đó chờ chết thôi anh ạ. À. Chứ không ai thương mình đi làm cũng không đâu. Dạ. Nhưng mà con bé này giờ ra đời được là cũng nhờ được cộng đồng tình thương trên trái đất này. Đúng đó. Rồi, nhiều à. Đó, nhiều cô chú anh chị thôi. Nhiều người ủng hộ, nhiều người thương. Dạ. Thì nó mới mổ ra, nó mới chào đời được. À, thì em muốn đặt cái tên đó để sau này nó lớn lên, nó ăn, nó học, nó phải biết nhớ tới là khi nó chào đời. Nó khổ, vì khó khăn là như thế chào nào? Đời, vì sao là có tiền ra chào đời? Dạ. Là để nó nghĩ tới tình thương đó. Tình thương, mến thương của các cộng đồng trên mạng. Và nó sẽ lo ăn học, sau này thành tài. Nó sẽ là kiếm một cái việc gì đó để làm ích cho xã hội và nhận gặp cái tình huống khó khăn như bây giờ là hồi trước hiện tại là nó chào đời, nó gặp phải, nó phải nhìn lại cái đời đó và nó giúp đỡ cho người ta. À. Dạ. Anh là hy vọng như vậy á ha. Dạ, em muốn đặt nó tình thương. Dạ. À, chắc chắn có nhiều cô chú sẽ thắc mắc. Dạ. Là vì sao anh đã khổ rồi mà dạ, sao dạ. Sinh nhiều như vậy. Dạ. Thì em nhỏ cũng cái này để nói sao cho hợp lý là đã lỡ rồi. Yeah. Vợ chồng anh đã lỡ rồi, không lẽ giờ nhét vô lại. Yeah. Ví dụ đó, đúng không anh? Vợ cho chồng em là... đã lỡ rồi tại vì phát hiện muộn quá, nhưng mà nói chung là khi phát hiện là vợ em đã mang bầu được 4 năm tháng rồi. Dạ. Yeah. Cho nên giờ khi, mình chỉ muốn khi em gần Tết em vô ông bú á, là em xét nghiệm lần đầu á, là ông bú nó là chuyện việc em qua bên chỗ Tự Vũ. Là khi Tự Vũ nó sẽ bắt đầu xét nghiệm là thai nhi là đã hình thành tay chân rồi nhưng mà còn nhỏ. Nhưng mà khi đó bắt đầu Tự Vũ mới kêu về lại ông bú, thì khi ông bú mới kêu em hỏi là bây giờ chị quyết định, một á là mất mẹ để con, hai là mất con để mẹ. Bắt đầu bác sĩ nói hai vợ chồng tự bàn với nhau đi. Thì em với vợ em bàn, thì vợ em nói á, bây giờ nói lại một câu vợ em thương con, nó lại nói với em câu giờ trừ hỏi thử bác sĩ để con lại rồi vài bữa đẻ xong chữa trị được không. Bác sĩ ông bú là nói là được, nhưng mà phải đẻ xong phải vô liền. À. Đó, nhưng mà hồi đó là bác sĩ chưa biết là đẻ Tự Vũ, tại vì bắt đầu mới xét nghiệm ra là bệnh ung thư thôi. Yeah. À, nhưng mà sau cỡ lần thứ 5, thứ 6 này là bắt đầu bệnh viện bú là bắt đầu mới có ra quyết định là vài bữa đẻ mổ ở đây đó. Thì khi đó là em chưa có biết, cho tới ngày hôm nay giờ là đẻ mổ là cũng nhờ được cộng đồng mạng giúp đỡ cho em, giờ hôm nay bé nó mới ra đời được. Đúng rồi, nói chung là giờ mình lo hiện tại với cái bước tiếp theo tương lai của bé thôi. Dạ. Dạ. Chứ còn nói vì sao mà khổ mà đã sinh nhiều vậy thì bây giờ nó đâu có giải quyết được gì. Dạ. Đúng không anh ha? Dạ, dạ. Ok, cũng tội cho vợ không, chồng Mạnh. Bên chú vợ chị. Em á, thì bữa em nói á, là đã hai đứa thôi, hai đứa con trai được. Ừ. Nói chung các cô các chú các bác cho em nó là hai đứa thôi, nhưng mà vợ em là bên Gia Lai á, là bên dân tộc Gia Lai của tỉnh Gia Lai á, là nó là cái phong tục nó giống như là bên người nước ngoài á, con gái là giống như con trai á, là con gái đi bắt chồng về là con gái là ở trong gia đình là nó có của cả tài sản, còn con trai đi lấy vợ là theo về nhà vợ thôi. Chỉ có cưới xong là về nhà vợ thôi. Chứ con gái á, là giống như trụ cột gia đình á, bắt chồng về là nó có phần ở trong nhà. Hiểu đó. Em hiểu. Dạ. Cho nên là khi nó có chồng trước, một đứa thằng trai năm nay 14 tuổi á, cũng con trai mà chồng nó chết rồi, có mình em hai thằng trai nữa, nó cứ mong tìm một đứa con gái thôi. Giờ tìm được con gái là độ bình luôn đó nè. Anh kia có một đứa duy nhất con gái là bây giờ độ bình luôn. Dạ. Thôi bây giờ em nói với anh Nam như thế này ha. Dạ. À, sau khi em đăng tải clip của anh lên á, thì được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Dạ, dạ. Thì, thế đây em sẽ đọc những cái người mà sẽ hỗ trợ tã với sữa cho con anh cái thời gian được đầu. Dạ, tại dạ. vì nó mới sinh nó cần rất là nhiều cái dinh dưỡng cũng như là mà người vợ. Dạ, dạ. Rồi, và cũng như là cái viện phí nữa. Dạ. Dạ, để em gửi cho anh ha. Dạ.
Thì ở đây có 5 người anh ha. Dạ. Sẽ hỗ trợ anh cái đợt này. Dạ. Thứ nhất là chị Trang ở Hóc Môn. Dạ. Gửi cho anh 500 ngàn. Dạ. Thứ hai là chị Duyên ở quận 8 gửi anh 500 ngàn. Dạ. Thứ ba là chị Lâm Vinh ở quận 5 gửi anh 500 ngàn. Dạ. Thứ tư là cô Tuyết Phượng ở quận 5 gửi cho anh 500 ngàn. Dạ. Và cuối cùng là chị Linh Ngô ở Úc gửi cho anh 1.700.000. Dạ. Tổng số tiền là 3.700.000. Dạ, dạ. Thì em gửi cho anh luôn ha. Dạ. Anh đếm rõ lại giùm em ha. 3.700.000. Dạ, dạ. Anh cứ đếm đi. Anh đếm từng dạ, cái dạ, tờ dạ. 500 này trước cho nó dễ. Dạ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. 3.700.000. Đó là những cô chú mà sẽ hưởng. Em nghĩ là hỗ trợ tiền tã tiền sữa cho dạ, dạ. vợ con anh dạ, thì dạ. mới sinh ra mà hai vợ con anh yếu quá, dạ, yếu dạ. hơn với người bình thường nhiều. Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Em nói thật chứ có sai em nói vậy. Chứ vợ em giờ đang còn nằm nữa, người ta đi tới đi lui, người ta đẻ mổ đâu mà đi tới đi lui được rồi, chứ vợ em nó còn nằm mà giờ bác sĩ nói là vài bữa nó mới qua nhi đồng 1, nhi đồng 2 để coi thử cho qua nhi đồng 1, nhi đồng 2 con bé nó hai sợi gân nó bị hai sợi gân nó câu nó dì mạch nó chỗ cái mô nó chỗ cái níu răng á mà không biết sao nó sưng lên á. Giờ em cũng chờ bác sĩ tới ngày nào mà cho xuất viện này rồi bác sĩ kêu qua như đồng 1, như đồng 2 em mới qua được. Còn vợ thì giờ trừ nó đang yếu để từ từ em chăm sóc cho nó ăn cháo với thêm thịt heo, bác sĩ cho nó ăn cháo với thịt heo bằm. Dạ. Cho uống nước suối thôi. Chứ không cho uống nước ngọt, cũng cho ăn vậy thôi, cho ăn cháo thịt bằm với thêm nước suối thôi. Chứ tại vì là giờ nó mới mổ vết thương nó chưa lành. Dạ thôi được rồi, bây giờ anh sẽ vô với vợ con anh đi ha. Dạ. Mong cô chú anh chị có những cái ai đã từng trải á mà chăm sóc vợ mới sinh. Dạ. Ra sao thì hướng dẫn dạ, dạ. ở phần comment để cho dạ. anh Nam nắm rõ và dạ, làm theo dạ. cho nó đúng. Dạ dạ. Tại em nhỏ nghĩ con trai á đàn ông không có hiểu rõ bằng những cô mà đã trải qua rồi á. Dạ dạ. Dễ hơn đúng không anh Nam? Dạ dạ. Dạ, em nhỏ xin cái lời góp ý đó của các cô, các chú mà đã từng trải. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ em nhỏ sẽ tạm kết thúc clip ở đây. Dạ. Và gặp lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo ạ. Dạ, em nhỏ dạ. xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, dạ. Em cũng xin nói là em cảm ơn anh chị với cô bác với anh em ở trên cộng đồng mạng là giúp đỡ em trong thời gian này khó khăn quá. Nói thật là vợ em với con của em đẻ mổ nó yếu sức quá, chứ em chả phải biết làm sao hết. Giờ bác sĩ nói sao em làm vậy, chứ còn giờ em cũng phải biết làm sao hết. Dạ dạ, dạ. Thôi, anh vô với vợ đi ha. Dạ.